Rồi hello, chào đại gia đình. Hiện tại Sơn Sàm đang có mặt tại công an Tánh Linh, Bình Thuận. Đó, sáng hôm nay là một cái buổi làm việc của luật sư Kim cùng với một cái nạn nhân thứ hai trong số 8 nạn nhân của thần y. Đó, thì chúng ta cũng thấy rằng là cơ quan công an người ta đã có những cái bước đầu đã xác minh và làm việc. Thì anh em hiện tại thì đang rất là đông. Đây, anh em đang rất là đông quý vị. Đó, hiện tại là anh em đang rất là đông có mặt tại công an Tánh Linh. Đó, rất là nhiều anh em YouTuber. Quý vị, đây là luật sư Kim ha. Luật sư Kim đã có mặt rồi. Luật sư Kim đã có mặt để hỗ trợ nạn nhân trong vấn đề làm việc với cơ quan công an nha quý vị. Luật sư Kim đã có mặt nha. Và có một cái vấn đề mà trong sáng hôm nay mà muốn chia sẻ tất cả quý vị, đó là vấn đề của Quỳnh Heo nha quý vị. Đó, Quỳnh Heo thì hiện tại là đang đánh phá điên cuồng. Đó, đánh rất là nhiều vào những cái kênh YouTube của anh em, đánh bản quyền về hình ảnh đồ các kiểu. Mặc dù thì cô ta không phải là người sở hữu này kia cái nọ, nhưng mà cô ta vẫn đánh tá lả âm binh. Đó, nhưng mà quý vị nên biết rằng một điều là hiện tại là cái hình ảnh của Quỳnh Như cũng như là cái thông tin của Quỳnh Như đang thuộc sở hữu bản quyền của cái kênh Lang Thang Đường Phố và Thanh Quyền Vlog. Tại vì lúc đầu là ở trên đây, lúc đầu là Quỳnh Như xuất hiện trên hai kênh này, đúng không? Cho nên bây giờ những người này mới gọi là những người nắm bản quyền của Quỳnh Như. Nhưng mà họ không đánh Quỳnh Như, họ để cho Quỳnh Như một con đường sống, mà Quỳnh Như lại đi đánh ngược lại tất cả các anh em YouTube. Thì sáng hôm nay đó thì Lang Thang Đường Phố cũng đã cảnh cáo. Đó, bây giờ nếu mà Quỳnh Như muốn làm căng nữa thì có thể đánh bay kênh của Quỳnh Như luôn đó quý vị. Có thể đánh bay kênh của Quỳnh Như nha. Hiện tại là bên Lang Thang Đường Phố và Thanh Quyền Vlog là có thể đánh bay kênh của Quỳnh Như nha. Đó, nhưng mà cái vấn đề này thì cũng còn rất là nhiều cái vấn đề mà liên quan đến Quỳnh Như nữa. Trong cái buổi làm việc sáng hôm nay thì Sơn Sạm sẽ đưa tin về cái buổi làm việc với công an của nạn nhân thằng Y. Nhưng mà mọi người đều rất là bức xúc cũng như là xoay quanh cái vấn đề của Quỳnh Như rất là nhiều. Đó, thì luật sư Kim cũng đã có những cái chia sẻ. Luật sư Kim cũng đã có những cái chia sẻ xoay quanh vấn đề mà Quỳnh Như đòi kiện tất cả các kênh YouTube như là Trúc Ngân, Stam TV, đồ đài nào các kiểu, và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc. Đó, liệu là nó có gọi là nó có khả thi hay không quý vị, nó có khả thi hay không? Bây giờ ai cũng đòi kiện hết, ai cũng kiện, ngay cả khán giả vô comment bình luận cũng đòi kiện luôn đó, và cứ yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc. Yêu cầu cái gì mà cơ quan chức năng, người ta đâu có rảnh đâu mà những cái việc nhỏ nhặt này, đúng không quý vị? Đó, khi mà họ thấy có dấu hiệu này nọ, có đủ cái cơ sở này nọ thì người ta mới xử lý, chứ không phải là cái chuyện mà vặt vãnh này nào cũng đưa cho cơ quan công an thì người ta cũng sẽ đâu có rảnh đâu mà xử lý đâu quý vị, đúng không? Đó, và cũng xin nhắc nhẹ đó Quỳnh Như nè. Đó, em nên nhớ, có được cái kênh Bùi Thanh Quỳnh Như ngày hôm nay á là nhờ Lang Thang Đường Phố cũng như Thanh Quyền Vlog người ta đưa em đến với khán giả yêu thương mới đăng ký kênh cho em. Bây giờ mà nếu mà em còn làm nữa thì người ta đánh bay cái kênh của em á, để cho em còn lại con số 0. Còn lại con số 0 và em làm lại từ đầu ha. Làm lại từ đầu thì mới biết nó khổ, nó khó khăn, nó gian khổ cỡ nào, đúng không? Thì như vậy thì em mới biết, được là em đang ở đâu và vị trí của mình đang ở đâu. Cho nên bây giờ hiện tại thì Sơn Sàm cũng đang có mặt ở đây để đưa những cái thông tin cơ bản về buổi làm việc, nhưng mà cũng xoay quanh về cái vấn đề này. Đó, chúng ta hãy nghe luật sư Kim cũng như là Stam TV và Trúc Ngân đó chia sẻ về vấn đề của Quỳnh Như chút xíu nha. Rồi, ok. Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay thì có mặt luật sư Kim và kênh Stam TV và Trúc Ngân Vlog. Thì nghe nói là Quỳnh Như hiện tại bây giờ là đã gửi đơn kiện của kênh Stam TV và Trúc Ngân Vlog đến Bộ Công an rồi. Thì Stam suy nghĩ hiện tại bây giờ là thấy mặt rất là lo sợ. Stam cho mình cái suy nghĩ như thế nào về cái đơn kiện của Quỳnh Như? Rồi, trước hết là xin chào chú Kim, chào kênh Trúc Ngân Vlog và tất cả các anh em. Về cái vấn đề mà Quỳnh Như kiện Stam TV cùng với Trúc Ngân Vlog thì tôi nghĩ đơn giản như thế này thôi, bởi vì cô gái này thì chắc là từ trước đến giờ thì mọi người không lạ gì nữa cả. Cô ta là thích, trước hết là thích thể hiện mình, và cái đầu tiên là khi mà cô ta xuất hiện trên kênh Lang Thang Đường Phố là đã có cái mục đích như thế nào thì mọi người không cần phải nói đến nữa. Còn cái vấn đề mà khi mà công kích qua lại trên không gian mạng, trên các mạng xã hội ấy, thì tôi thấy một điều như thế này, mà cô này thì cô rất là ảo tưởng. Còn cái việc mà cô ta nói là kiện chúng tôi liên quan đến cái vấn đề là như là tấn công cô ta, đúng không Trúc Ngân?
rồi liên quan đến những cái như là cô ta nói về về kênh lang thang đường phố hay là Thanh Nguyên thì đó đánh là đánh gậy bản quyền đúng không? Cũng kiện luôn. Thì cô ta cũng cũng kiện luôn. Thì cái này như nó là cô Như này, em Như này là như kiện luôn tới khán giả comment luôn thì phải. Vấn đề này thì nếu như mà chẳng hạn như mà nếu như mà Quỳnh Như á mà cái bầu cái thai của Quỳnh Như mà là của tôi á thì có lẽ là tôi sợ. Thế nhưng mà thực tế thì cô ta như là đang ảo tưởng với ông Thu Kim. Cô ta là kiện tất từ các kênh YouTube cho đến những người nào mà nói tóm lại là dám nhắc đến cô ta. Và bản thân thì các anh em Trúc Ngân bị đánh với cái gậy bản quyền. Hiện tại là bốn gậy kìa. Tôi hai cái. Tóm lại Quỳnh Như vẫn đánh nhẹ tôi. Tôi nãy là 8 gậy. Rồi. Nói tóm lại là quan điểm của tôi là thật sự là khinh nha. Khinh và coi thường. Coi thường Quỳnh Như. Ok chưa? Qua đây là chuyển tới Quỳnh Như là kiện thì tôi sẽ đi hầu. Đấy là quan điểm của KNS Time TV. Còn Trúc Ngân như thế nào thì bạn nói tiếp. Thì bây giờ hiện tại thì bây giờ Quỳnh Như thì chờ thì mình chờ Quỳnh Như coi kiện cái gì thôi. Bây giờ thì theo đây có luật sư Kim thì bây giờ xin hỏi luật sư là những cái việc mà đấu tố trên mạng xã hội và những lời đối đáp thì cô Quỳnh Như này liên tục cho rằng là an ninh mạng vào cuộc để xử lý những cái vụ việc mà nói chuyện phản biện qua lại, thì theo luật sư là an ninh họ có xử lý những cái việc như là mình phản biện qua lại hay không? Mời chú Kim. Các bạn thân mến, bà con cộng đồng mạng thân mến, pháp luật ở nước ta ai mà tiếp cận ngành luật đều phải hiểu một cái câu rất là cơ bản như thế này, tức là người dân có thể làm tất cả mọi việc pháp luật không cấm và các cơ quan nhà nước thì phải làm đúng quy định. Thì những cái việc gì mà pháp luật không cấm thì chắc chắn rằng là các bạn có thể làm. Hơn nữa thì cô Quỳnh Như này thì tôi cũng có xem rất nhiều clip trước đây khi mà còn cộng tác với lại kênh Lang Thang Đường Phố, thì Quỳnh Như cũng đang thực hiện những cái việc mà pháp luật không cấm đấy, cũng đã làm, cô cũng đã làm rất là nhiều rồi. Nếu mà kiện á thì trước đây những cái người á mà Quỳnh Như xúc phạm thì họ đã kiện Quỳnh Như. Còn nếu bây giờ Quỳnh Như cảm thấy rằng là ai đó xúc phạm mình thì cái quyền đó là của Quỳnh Như, là người dân có thể làm tất cả mọi việc pháp luật không cấm, nhưng các cơ quan nhà nước làm đúng quy định. Thế thì quy định là như thế nào? Tức là cơ quan nhà nước người ta có thụ lý hay không, người ta trả đơn hay không, người ta trả lời, cái đó là cả một vấn đề, cả một quy trình. Nếu như Quỳnh Như có đủ chứng cứ rằng các cái kênh YouTube đó là tấn công mình thì cứ cung cấp. Mà các cơ quan nhà nước người ta thấy rằng là cái việc cung cấp các chứng cứ đó mà đúng thì người ta thụ lý, còn không đúng thì người ta trả đơn. Tức là người ta sẽ xét theo cái mức độ vi phạm hoặc là cái tình tiết nó có ở cái khung nào, hay là nó có đáng để xử lý hay không, đúng không chú Kim? Tôi thì cũng không biết là Ít Tâm TV và Trúc Ngân á, là tôi cũng xem nhiều, nhưng mà với quan điểm của tôi thì tôi cũng không thấy là những cái yếu tố như thế này, không biết là Quỳnh Như có thu thập được cái chứng cứ được gì không. Nhưng mà dưới quan điểm riêng của cá nhân tôi thì tôi thấy là những chứng cứ đó thì chắc chắn là cơ quan nhà nước họ sẽ xem xét. Trước hết là phải nói như này, về góc độ kênh nhất Tam TV á, cháu là không có phản biện Quỳnh Như trước, mà cái câu chuyện là cháu xem, vô tình cháu xem trên cái đường live trực tiếp của cái cô bé này, thì cháu thấy là cô ta nói là những cái dẫn chứng trên cái thông tin trên kênh của cháu á, là cần phải kiểm duyệt và xem xét. Thì cháu thấy là cô bé này thì nguyên ngồi ở một xó nhà thôi, là bình luận và phân tích thôi chứ không có đi quay, cho nên là cháu lên cho phản biện. Thì bắt đầu từ đó dẫn đến cái câu chuyện là các kênh YouTube phản biện lại lẫn nhau. Cái điều này thì hình như là các anh em cũng biết, chứ không phải là riêng gì kênh Yes Time TV, mà không phải là nói ra đây để biện hộ hay là cái gì cả. Nhưng riêng về cái góc độ mà nói về cái kiến thức luật của cô này, cô bảo là nếu như là cô ấy kiện
thì sau này cái tiền của các anh em YouTube mà đã lấy cái hình ảnh của cô bé này để phản biện hay là tấn công cô ta thì sẽ phải trả lại của cô ta. Thì qua đây thì cũng nói luôn là Quỳnh Như cái tiền đấy về đòi cha mẹ nha, về đòi cha mẹ chứ không phải là đi đòi các anh em YouTube được. Chúng tôi có thắng hay thua kiện hay là thế nào đi chăng nữa thì không có cái luật nào YouTube lấy lại tiền của chúng tôi để chuyển cho Quỳnh Như với cái việc là vi phạm, chẳng hạn như chúng ta nói là vi phạm quyền hình ảnh hay là cái gì đó là không có. Đây là quy định rõ ràng của YouTube. Thế còn công lao nói nhanh luôn là công ơn của cha mẹ Quỳnh Như còn chưa trả được, chứ đừng nói đến cái việc là đi ra ngoài đi đấu tố giống như là cái câu chuyện chị Mầu hay là Chí Phèo đi rạch mặt ăn vạ. Tôi thấy là nó lại nếu như vậy. Mà qua cái câu chuyện này á, luật sư Kim, thì nếu mà Vlog Trúc Ngân với Xtam TV thật sự bị kiện, luật sư Kim có nhận cái bào chữa cho hai kênh này không, luật sư Kim? Chú có dám nhận không? Chú có dám nhận, chú có dám nhắm thắng nổi Quỳnh Như không? Tôi đã từng nói nhiều ở trong gia đình, nói nhiều với bạn bè, nói nhiều với tất cả những người thân. Tức là nghề luật sư thì cũng giống như bác sĩ. Khi mà bệnh nhân đến là phải cứu tận tình. Cho nên là bà xã tôi cũng là bác sĩ, cho nên tôi cũng hay nói với bà xã tôi là cái nghề của em có rất nhiều điểm tương đồng với nghề của anh. Tức là chúng ta là những người đi cứu người. Khi mà bệnh nhân người ta đến thì không có điều kiện gì, không có quan hệ gì mà mình không giúp người ta. Mình là người am hiểu về pháp luật, mình am hiểu thì không cứ gì là Trúc Ngân hay là kênh lang thang đường phố bánh mì hay là tất cả. Khi nào mà các bạn đến cần mình thì mình sẵn lòng thôi. Nhưng mà có thu phí không chú? Cái việc mà thu phí đối với lại luật sư thì cái này là mong là các bạn cho phép rằng là giữ bí mật. Giữ bí mật. Tất nhiên rồi. Cho các bạn giữ bí mật, nhưng là mình cũng nói với các bạn rằng là đối với việc chính nghĩa, đối với việc đó mà mình xem xét hồ sơ, xem xét tất cả mà các bạn chính nghĩa, các bạn không trật cái gì, các bạn đúng thì mình không lấy phí gì các bạn cả. Vì chúng ta cùng một cái mục tiêu, đi tìm cái công lý, đi tìm sự thật. Luật sư cũng là một lực lượng đấu tranh để đi tìm công lý. Luật sư cũng là một cái nghề mà cái nghề này đã được quy định là cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng tham gia các vụ việc để đi tìm một công lý. Nếu mà không phải Tâm TV mà không phải ai cũng vậy, các bạn ở đây ai cũng vậy. Tức là mình, các bạn chính nghĩa thì mình sẽ giúp các bạn, các bạn đúng. Và dĩ nhiên chúng ta là bạn bè thì không những thế mà còn phải tư vấn cho các bạn nữa. Tất cả mọi chú Kim về cái sự chia sẻ. Nhưng mà trước hết là cũng phải nhắc lại cho Quỳnh Như biết một cái chi tiết, đó là cái cô ta nói như là đánh gậy bản quyền đúng không? Là bản thân về cái việc mà cô ta xuất hiện trên kênh Lang Thang Đường Phố trước và kênh của Thanh Nguyên Vlog, trước kia là kênh Quỳnh Như Vlog cũng Lang Thang. Thì khi mà cô ta đã xuất hiện trên những cái kênh đó trước rồi là nghiễm nhiên một điều rất là đơn giản là hình ảnh của cô ta đã thuộc sở hữu của các kênh đó trước rồi. Cho nên là nếu mà cô Quỳnh Như á mà muốn Quỳnh Như mà muốn thoát thân á thì tốt nhất là liên hệ với Lang Thang Đường Phố hoặc là Thanh Nguyên nhá, chứ không phải là tỏ ra là mình là ngu mà lại tỏ hiện ra nguy hiểm. Là cô đang nói á là những cái kênh này đang sử dụng sai hình ảnh thì đó, sai phạm hình ảnh thì theo luật sư có phải là sai phạm khi mà giữa hai bên là hợp tác là lúc đó là tự nguyện trên tên tự nguyện. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì cô lại nói là những cái hình ảnh đó là những hình ảnh sai phạm, thì theo luật sư có sai phạm hay không? Cái này là tôi phải có thời gian và phải xem xét lại hết tất cả những cái hợp đồng. Cái đó thì bây giờ không cần mình phải nói đến cái sâu xa làm gì cả. Cái nghiêm nhiên là mình làm YouTube là bây giờ xuất hiện trên kênh Lang Thang Đường Phố là Lang Thang Đường Phố có quyền đánh bản quyền của ta trước. Và nếu đánh là cô ta sẽ bay trước, chứ chẳng có cái chuyện mà cô ta đi quay lại cô ta đánh được Lang Thang Đường Phố hay là Thanh Nguyên cả, mà lên nhận vẩn như kiểu là cái nó rất là xàm xí đúng. Bây giờ để hỏi luật sư cái này đi, dừng cái đó là anh em mình đang dính nè. Thì nói chung là cái câu chuyện mà chia sẻ lên cộng đồng phản biện, mà trên tinh thần là phản biện không có
gây ảnh hưởng xúc phạm đến gia đình người khác. Nhưng mà hiện tại thì Quỳnh Như đang cho rằng là đòi kiện tất cả YouTube. Thì bây giờ hiện tại là kênh của con là đang bị dính vào cái tội là 156 rồi 188 rồi 288 rồi 155 đó. Thì theo luật sư thì những cái phản biện bình thường mà chưa có xúc phạm gì người khác hay là những cái việc gì đó ngoài cái câu chuyện, tại vì ở đây là cô này không phải là ngồi yên mà bên phía YouTube nói lại cổ phản biện, rồi bên đây mới phản biện lại, thì cổ nói là dính vào ba cái tội đó. Thì theo luật sư có thể chia sẻ giúp cho khán giả hiểu cũng như là cho kênh Vlog Trúc Ngân yên tâm, mà mấy ngày hôm nay nói chung là rất là lo lắng mấy ngày hôm nay rồi, thì kiện hình sự thế này thế kia cũng lo lắm. Thì theo luật sư có thể chia sẻ những cái điều mà cho con có thể hiểu rõ được không? Trả lời câu hỏi này thì như thế này. Thứ nhất phải nhắc lại cái nguyên lý cơ bản, một người được coi là phạm tội chỉ khi nào tòa tuyên một bản án có hiệu lực pháp luật. Tôi nhắc đi nhắc lại cái câu là có hiệu lực pháp luật. Còn cái việc mà nói rằng là vi phạm điều 155, 156 hay 288, cái đó là các cơ quan có thẩm quyền họ sẽ chứng minh, cơ quan chức năng sẽ chứng minh là họ sẽ chứng minh, bởi vì chứng minh có tội hay không có tội là các cơ quan tiến hành tố tụng vi phạm hay không, họ chứng minh chứ không có nghĩa là ai lên trên mạng rồi ai nói ai cái tội gì cũng được, cái đó không có, không được. Chỉ khi nào thấy rằng có dấu hiệu vi phạm thì anh cứ tố cáo. Còn cái việc mà anh tố cáo mà cái dấu hiệu đó nó có thỏa mãn cái tội đó hay không thì là còn có cơ quan pháp luật nữa. Cho nên cái này là mình nói với các bạn rằng là cái này lời khuyên rồi nha, không phải làm luật sư mà khuyên rồi nha, là coi cái nghề của mình là, nhưng mà cũng mong rằng các bạn phải có một luật sư hoặc một luật gia nào đó để khi mà các bạn nói cái gì để tư vấn và hỗ trợ về pháp lý cho các bạn. Cái đó thì anh em chúng con sẽ biết chú đây rồi thì sẽ chỉ toàn nhờ chú tư vấn qua cái video này, cũng cảm ơn chú. Mà chú Kim cho hỏi là nếu mà Quỳnh Như nó tố cáo anh em YouTube sai thì mình có quyền mình tố cáo ngược lại cái tội vu khống không chú? Cũng có thể tố cáo mình sai thì mình có thể là tố cáo ngược lại nếu mình thấy rằng là cái người tố cáo mình là họ đúng. Được. Họ cung cấp những chứng cứ không đúng, họ đưa ra những nhận định, họ nói mình những cái điều không đúng thì mình cũng được quyền mình tố cáo ngược lại họ. Nói chung là Quỳnh Như bây giờ lên là chơi cái bài là cay cú, là tấn công trực diện vào câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng của các anh em chúng tôi thôi. Thế, rất cảm ơn luật sư Kim, sau đây cũng cảm ơn tất cả các anh em. Chúng ta sẽ kết thúc video ở đây và sẽ có những cái chia sẻ về sau. Cảm ơn luật sư Kim rất nhiều. Chào tất cả các bạn.